Này chạy sáng này chạy cũng trễ hả? Cuối cùng nguyên nhân đó là nó bị gì em trai? dầu Nó ngạt mấy bát dầu này hay sao? bọt, có bọt chạy không nổi, Bây giờ nổ máy cái gì chạy cho chạy chưa? chạy đó. Hôm qua anh về rồi em có làm nữa không hay là nghỉ luôn? Có làm đâu được mấy xe nữa. Xe nè, còn anh kia anh tài xế. Làm như anh thấy nó không ngọt phải không em? Anh thấy làm như nó chạy nó sượng sượng giống như nó máy nó không ngọt phải không? Nó không có đủ dầu hay sao? Chạy giống như nó bị cây cà lâm phải không? Cà lâm nãy anh chạy anh thấy. Giờ em cho trực tiếp qua luôn hả? Nó mới mạnh hả? Trong mấy con heo này mấy này nó có lượt dầu gì không em? Sợ nó ngạt mấy lượt dầu này không à? Không có dầu qua chứ nó không biết. Dù khi trong mấy ốc này nó có mấy lượt đây không nè? Có lượt không? Cũng có lượt, em cũng có kiểm rồi mà cái này là do là hồi trước của cái dòng xe này là bắt buộc phải chạy bên điện mà mấy cha bây giờ không có. Hụt rồi. Cho dầu nó qua bên con heo trực tiếp luôn hả? Trời ơi, đâu mà xui heo nó cũng cả luôn vậy. Kéo kéo qua được không? Nước lủng hết miếng. Dòng máy này có ba máy à. Chạy thì nó cũng hơi yếu một chút. Bên đây chiếc này qua tới đây rấn đây hư luôn. Rồi em trai lúc nãy là cũng bên quản lý anh chủ này nó cũng đổ nhiều nơi lắm. Có người quản lý này, những vụ quản lý rồi anh sửa luôn. Chiếc này biết hư gì qua đậu đây luôn nè.
chắc cái công trình này còn lâu lắm. Thời gian tính ra cũng lẹ quá, mới đây cũng trọn năm. Năm rồi cũng ngay cái tháng này nè, mình cũng về đây đào ba cái nền. Thời gian năm đất cứng hết, chạy cũng xe này chạy cũng thoải mái. Xe này thì nó cũng hơi nhỏ, phải bự xe lớn chút mà chạy thì nó lẹ hơn. Mà cái đường lên đó thì nó hơi nhỏ quá, mà xe lớn quá thì nó chạy nó khó chạy lắm. Tại đất của chú mình thì cũng sắp xả lúa rồi, mình không có chạy ruộng được, chắc 5-7 hôm thì cũng xả lúa rồi đó, nên chỉ đi trên cái bờ đó thôi. Xe bự quá mình đi cái bờ đó nó bể cái bờ, nên là mấy anh này anh mới đem mấy xe nhỏ nè. Chứ tập đoàn của anh này thì cũng dữ lắm, xe gì cũng có hết. Này chạy không quên, nó vuột ra cái dầu đổ hết luôn quá, chảy ra hết luôn quá. Cái vuột ra là máy nó tắt liền rồi. Tắt không hả? Tắt liền rồi. Có dầu thôi chảy rồi, đâu có vuột đổ. Vậy hả? Đây đổ thừa quá trời rồi, sao bạn vô được ta? Chắc dầu và dầu chắc nhét quá. Nó bị mát gì phải không? Hôm nay chạy nó cong qua, nó trật khỏi chỗ đó đó. Nó cong ra qua. Ừ. Nay lấy ngay trở lại về cái nó nhiều ra quá. Nhiều ra quá, chạy đó chắc bay lại không? Này mát giống như thở cho mát. Tới đó phải ve vô. Đường này chạy tài xế chạy phải cứng thì mới dám chạy. Sáng ngày trời cũng chưa, đêm mà hôm này cũng không mưa nữa, mưa hôm qua không à, nên sáng ngày đường nó cũng
hơi ráo ráo cũng dễ chạy. Em ảnh nói chạy ghê quá, chạy mà cật bánh lật xuống luôn. Đây. Trời ơi. Em đổ em mở đường mấy bên đây đi ha. Cái đường đi mình mở đường chạy bánh em dốc bên đây nè. Chắc... Ờ thẳng vô. Mà nó nếu nó trường hợp mà thẳng hết đi rồi dư nữa anh đổ thêm ga chỗ này nữa nè, cho bự làm cái đường máy bên đây luôn vậy đó ha. Bên bển nó dướng trụ điện rồi, bên đây nè cái ranh bên đó tới của anh luôn á, đất bên đây đất nhà nè, tới bụi đó đó, đại bự càng bự càng tốt ha. Nữa xe mà có vấn đề em cứ chạy mấy bên đây, đừng chạy bên đây đất người ta nha, từ cái trụ đó qua đây là của anh nè vậy đó. Cứ chạy qua người ta, ta nhận đó. Cứ chạy sát mé đây đi, đừng có chạy em đi. À, hôm bữa thì xe của anh lật á, rồi em trai không biết, rồi tại vì em út mình cũng có một chuyện nữa. Rồi cứ tưởng ở đây đất nhà không à, nằm ở đất người ta. Bên đây mình còn 5 thước từ trụ qua đây nè. Rồi chạy qua đây hư trầm người ta nè. Phải chạy sát mé này thì không sao rồi. Rồi cũng thông cảm. Cái điện anh bên đây năn nỉ người ta. Sao anh trai nói đậu đèn đổ đầu chạy à. Chạy văng xuống đây luôn.
60 xe đi ha. Ờ. Nhỏ ra đời cũng hơi sớm. Chạy dưới gì ta? Dướng ở trụ điện, cái ranh thì mình nằm tới cái trụ đó qua đây nè, mình né cái trụ điện, ôm mấy cua này bự bự ra, cho thẳng vào trống luôn. Mấy ngày nay mưa cũng hơi nhiều quá rồi, đất nó cũng ướt nè. Thấy em trai nó chạy thấy dạng thiệt chứ, mình chắc chạy không được đâu. Đổ xong cái đường rồi cái xe cuốc á, xe cuốc lên cái phả bằng rồi mới ém ta ly vô. Để ngang qua từ đó qua đây tới 15 mét lận. Giờ mình đổ cái đường đi trước đi. À, từ đây nhìn ra thấy lộ cao dữ dằn thiệt ơi. Lộ cao phải khoảng 2m7. Cái đường này mình đâu có đổ nổi cao bằng cái lộ. Cái cao chẳng chạn cái này được rồi. Giờ cho đổ cái dốc đó trước đi. Xong cái đổ lên đây thêm lớp nữa. Mấy này chạy dữ thiệt ta. Cái này như đây. Trời ơi, cái ống khói mà. Ống khói. Nhỏ nãy cái bô đó của cái chiếc nào vậy nhỏ? Ừ, của cái xe này hay gì? Cái này còn bô không? Mất luôn hả? Xe này ống khói bô rớt hết rồi nên chạy nghe cái tiếng máy khá là lớn, chứ gắn cái bô vô chạy im ru. À, ừ.
tới nữa. Lý dặn nó mình cầm giày để mai mình chắc còn ở đây một bữa nữa. Thì mà mốt mới đi qua. Vậy mà hôm bữa tưởng cái bờ ở đây của em múc hết luôn rồi chứ. Nào ngờ mình cũng còn cái bờ ha. Để không có gì bằng cái cọng dây. Tính ra bờ mình còn bự quá em. Không rồi, tưởng còn có miếng à. Chỗ đó mà đường cổ nó có đường đi qua. Ừ. Có cái chỗ lở này mà đổ, tại hầm này sâu quá, mình đổ ra đây thì nó đi xuống hầm hết. Mình thì không có đây rồi thì mình cầm về cho mấy anh đậu đất á, anh dễ biết được cái hướng từ đây qua đây này là của ai, của ai đó. Tại vì mình đổ này mình đổ tính ghe mà. À thôi thì mình cũng xin tạm dừng ở đây, cũng xin hẹn gặp bạn bè xa mình vào cái buổi chiều ngày mai.